Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão ở đây. Đến với video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì vẫn là một video về thử thách thôi. Và thử thách ngày hôm nay đó là chỉ sử dụng súng trong nhà vệ sinh để lên top 1 đấu danh. Và nick mà hôm nay mình đang sử dụng thì vẫn không phải nick của mình mà là nick của vợ mình. Rồi, thì ban nãy mình có ghé vào một cái nhà vệ sinh nhưng mà hơi tiếc là nó lại không hề có bất kỳ súng gì. Nhưng mà không sao, ở khu vực đảo dừa này thì nhà vệ sinh thiếu gì đâu. Nên là không sớm thì muộn thì mình cũng sẽ có súng thôi. Anh em mà muốn mình làm thử thách lụm súng trong nhà nào lấy top 1 đấu danh nữa thì cứ comment xuống bên dưới cho mình nhá. Đây rồi, bóng dáng cây súng đây rồi anh em ơi. Vector đồi luôn nhá, nhực cái nách. Có súng liền. Ây 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 ây. Có địch, có địch, có địch. Ây da, một cô nàng. Kha kha kha. Mình phát hiện ra rồi nha. Lại còn mặc đồ tắm nữa kìa. Ây ây ây, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Phải bắn chết bạn ấy thôi. Ok, lụm liền. Có kill luôn rồi anh em. Đấy, một kill mở man, nhức nách. Bạn này đồ cũng khá nhiều đấy. Nhưng mà toàn đồ mình không có dùng được thôi. Đây, mình sẽ cần phải đi kiếm một cây súng xa nữa. Ở khu vực này thì còn rất là nhiều nhà vệ sinh nên là không phải lo. Không biết là cái này có gì hay không đây. À đây rồi, thấy M4A1 rồi nhá. Tuyệt ông mặt trời luôn. Bên này có gì không? Không có gì à? Mỗi cây mini Uzi ạ. Ăn cái thằng giáp xong mình sẽ vào bo nha. Bo đang rất là xa. Thôm sơn à? Tuyệt vời. Như vậy là súng xa súng gần thì mình đều có hết rồi. Ngon rồi anh em ơi. Bây giờ thì có thể đi săn người được rồi. Đấy, các bạn ấy vẫn đang giết nhau kìa. Còn có 19 người thôi cơ à. Nhanh thế nhờ. Có ai ở đây không? Không ai chạy bo luôn à. Mình sẽ thử lượn qua cái khu vực thung lũng xem. Biết đâu bất ngờ lại gặp vài bạn địch thì sao. Hôm nay là mình sẽ vác con xe đi săn luôn. Kiếm người cho nó dễ. Cứ chạy bộ kiếm người lâu lắm anh em ạ. Đi solo. Đây 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 rồi. Đã xác định được mục tiêu. Ây da. Ây da. Không chết kìa. Ở trong nấp vào luôn rồi. Tiếc ghê ta. Rõ ràng là mình đã cố tình kê chuẩn cái đầu lắm như thế rồi mà vẫn không bắn được vào đầu. Ảo thật chứ. Đấy, có con xe còn lượn qua lượn lại kìa. Công người ta thì công đi. Không công thì thôi để mình công. Cứ nhấp nhử làm người ta sợ. Đấy, bắn súng tỉa tầm xa à? Sợ ghê. Đấy, mình xuống mình chơi luôn này. Cho nó nhanh. Cứ rỉa rỉa xa làm gì cho nó mệt. Vừa tốn đạn vừa tốn sức. Bạn gì ơi, bạn có muốn nếm mùi lựu đạn không? Cái cách ném lựu đạn của mình thì cũng dễ ăn lắm. Cứ nhắm thẳng cái nắp của cái chòi mà ném thôi. Thế là lụ. Đâu rồi? Ui, phóng lựu à? Ủa? Vậy? Không được tính kill kìa anh em. Tiếc thế nhở. Bạn ấy chết không phải là vì dính đạn thông sơn của mình, mà là bạn ấy tự bắn phóng lựu tự sát anh em ạ. Nhọ thế là cùng. Mãi mới kiếm được một người. Cuối cùng lại bị hạ. Không sao, lút chút đồ bơm đầy máu lên xong chúng ta lại bắt đầu đi săn người tiếp vậy. Có xe này, xe đâu ra quanh đây nhiều thế nhở. Từ từ anh em, mình cứ thấy có cái gì đấy nó sai sai ở quanh đây. Mình vừa mới nghe được một cái tiếng bước chân hay là tiếng đổi súng. Khả năng cao là trong cái ngôi nhà trước mặt này này. Ngồi im xem, à đây. Mình biết mà. Bay cái đầu nhá. Ok, an toàn rồi. Giờ chúng ta cũng phải vào bo thôi anh em ơi. Bo lại thu rồi. Mà cái bo nó lại xa nữa chứ. Không biết là mình nên đi đường nào đây. Đây, bo phải càng lớn à. Càng thế nhờ. Trước mặt có thính này. Thính thì bây giờ nó không như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa thì cứ thính là sẽ có người. Nhưng mà bây giờ thì thính thì các bạn ấy né hết rồi anh em ạ. Súng thính giờ nó đâu có ngon như ngày xưa nữa đâu. Toàn súng cùi thôi. À đây đây đây. Lại một thanh niên nữa. Mày quá. Cháu nó đây rồi các ông ạ. Tìm nãy giờ. Ui không trúng kìa. Rồi xong nó vừa luôn rồi. Pha ôm cua bẻ lái đẹp như vậy mà mỗi tội là trượt. Cay thực sự. Nhử hả.
Ui. Chết rồi. Bị kẹt rồi anh em ơi. Ơ kìa, sao lại chạy thế bạn? Đang vui chơi giải trí mà tự dưng lại chạy thế nhỉ? Thôi, bạn ấy chạy rồi thôi. Mình sẽ quay lại mình bắn cái thanh niên mà nãy vừa cà khịa mình vài viên. Đâu rồi? Ở đâu ta? Ủa? Rõ ràng là mình thấy hướng bắn từ đằng sau lưng mà. Đừng nói là hai bạn này đều chạy hết rồi nhá. Mình sẽ kiếm con xe mình đi cho nó lẹ vậy. Bên này chỗ này. Tại vì làm gì còn chỗ nào đâu. Bạn ấy bắn mình từ hướng sau lưng. Chắc chắn là phải ở quanh đây thôi. Đâu rồi bạn ơi? Cả khịa mình chán chê xong rồi mất tiêu đâu rồi? Ơ kìa. Thế là mình mất cả chì lẫn chài à? Săn thanh niên kia cũng không được. Săn thanh niên này cũng không xong. Cày thế nhở? À đây. Cuối cùng thì mình thấy bạn rồi nhá. Cuối cùng thì mình cũng thấy bạn rồi nha. Thôm sơn và bút tâm thì thứ gì chịu nổi đây. Ngon liền. Cứ tưởng là bị sổng mất bạn này cơ. Không sao anh em ạ. Đây, tiếp tục đi săn thôi. Trước mặt có người này. Ui dồi ôi, đang kê ai đấy? Ui dồi ôi, đang kê ai đấy hả bạn? Kê không để ý thế này. Rồi, bé nhân. Hai bé đã xong. Ngon lành cành đào. Còn bốn người nữa. Bò về cảng lớn. Mình nghĩ là khả năng cao là trong cái nhà lờ này sẽ có người này. Tại vì chỗ đẹp như thế này cơ mà. Đây, mình sẽ lút cái xác ở đây và chờ xem là có ai chạy bom nhá. Bò về cảng lớn rồi. Không thấy ai chạy à? Thế là dự đoán của mình lại sai à? Không ai chạy thì mình chạy vậy. Ờ, bắn đi. Giờ tới lượt mình đấy bạn ạ. À. Bắn chán chưa? Bắn cái xe thì chuẩn đấy. Để xem là bắn mình có chuẩn hay không nhá. Để xem là bắn mình có chuẩn hay không nhá. Đó. Ơ kìa. Cái lơ nó mất tiêu rồi. Hình như là mình bắn dính vào cái đít xe ta. Có người chạy bò nữa kìa. Một bé xong. Bắn gà chết vịt luôn anh em. Ảo thật. Thấy cái thanh niên kia chạy ngang nhưng mà bật ngắm lên ai dè nó lại bắt tâm vào cái thanh niên phía sau. Nhiều khi game này nó ảo ghê. Và chắc là kiểu gì chẳng có bạn giống mình đúng không? Bắn người này nhưng mà bật ngắm lên nó lại bắt tâm vào người khác. Người nào cũng được. Có kill là được. Rồi đây còn một thanh niên ở sau bông keo trắng. Một thanh niên đang chạy vào bo. Bo ra ngoài này rồi. Ngoài này thì đúng là mình là bá chủ rồi còn đâu. Hai bạn kia thì chuẩn bị tranh chấp với nơi này. Mình sẽ chờ cho hai bạn ấy tranh chấp với nhau. Chưa kịp nói dứt câu thì hai bạn ấy đã giết nhau xong rồi. Nhanh thật đấy. Nào ra đây bạn ơi. Bao ngoài này mà. Đúng rồi, chạy đây. Đúng rồi. Chà, giáp trâu đấy. Có Skyler không? Yếu lắm rồi nhà mời, yếu dã man rồi. Mình bắn được một viên vào đầu rồi. Đang mưa máu đúng không? Đang mưa máu đúng không? Dính nhá, 42 máu. Úi dồi, lại còn chờ nô nữa cơ à. Càng thế. Đúng máu đi bạn ơi, mình tới này. Ý, không chết kìa. Nhưng mà bạn ấy đang yếu lắm rồi. Bên này đúng không? Bên này đúng không? Yes, tuyệt vời. Như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Và nếu như mà thấy video này hay, đừng quên cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Bye bye.